Chào cả nhà nhé. Hôm nay em lên một số những cái đặc sản hoa lan và một số mặt hàng sâm cho các bác sưu tầm và lựa chọn nhé các bác nhá. Trên tay em là một giỏ ý ngọc các bác nhá. Đang chi chít lụ như này các bác nhá. Và mầm gốc chi chít. Rễ của nó thì em đang thấy ra đây. Đang thấy rễ bám rễ nó chọc xuống dưới rớn rồi. Một giỏ ý ngọc này mã số 100 200 nghìn đồng. Đây các bác nhá, một giỏ ý ngọc như này. Mầm gốc chi chít. Đấy, thân hoa thì rất là nhiều. Đôi 4 6 8 10 12 14 16 17. Chắc phải đến gần 20 thân hoa đấy các bạn, gần 20 thân hoa đấy. Mã số 100 200 nghìn đồng. Đấy, ý ngọc các bác nhá. Đang tầm lụ này thì các bác sưu tầm rất là đẹp luôn ạ. Em lên một giỏ ý ngọc nữa rất là đẹp luôn. Đây các bác nhá, đang chi chít lụ. Như này cái nhà mầm gốc thì thôi rồi. Cái này toàn cục nguyên bản xong là họ mang về họ ghép các bạn. Đây nha các bác nhá. Như này các bác nhá. Rất nhiều thân hoa luôn. Cái này vừa hàng bóc vừa hàng nguyên bản. Người ta ghép vào đây như này các bác nhá. Đấy. Mầm gốc này thì các bác yên tâm và chơi xong hoa thì bộ rễ nó sẽ phát triển rất là tốt luôn. Mã số 103, giỏ này 250.000 đồng. Ý ngọc các bác nhá, 5 cánh trắng ý ngọc. Đấy, 5 cánh trắng hồng tím. Đấy. Mã số 103, 250.000 đồng ý ngọc. Tiếp tục là một giỏ ý ngọc được thuần trên gỗ lũa nhá các bác nhá. Hàng đã thuần. Đấy, có cái lũa này nó rất là sừng sẹo này, trông nó rất là hầm hố nha. 102 200.000 đồng. Mã số 102 200.000 đồng ý ngọc các bác nhá. Đấy như này các bác nhá. Chi chít lụ và được thuần trên lũa như này. Cái này thì thuần nó rất là chắc chắn rồi. Mã số 102 180.000 đồng. 200.000 đồng quên mất. 102.200.000 đồng, em đọc nhầm. Tiếp theo một giỏ ý ngọc nữa, mã số 101. Giỏ này 220.000 đồng. 101 ý ngọc các bác nhá. 200.000 đồng. Tiếp theo có một đặc sản của Lai Châu này các bác này. Sâm Lai Châu các bác nhá. Sâm Lai Châu, một đặc sản của Lai Châu và như năm ngoái đã có hỗ trợ sâm Lai Châu và đã có cả chủ tịch nước về tham dự và rất nhiều các nhà khoa học đã về và tham dự và xem cái sâm Lai Châu của anh nhé. Cái hàm lượng saponin của cái sâm Lai Châu này là rất là cao luôn, thậm chí còn cao hơn cả sâm Ngọc Linh luôn các bạn, và cả các nhà khoa học bên Hàn Quốc sang nữa. Cái sâm Lai Châu này thực sự các bác là nó rất là chất lượng luôn. Đấy, nhà em đang chia sẻ giống cho các bác. Một cây giống này cao khoảng hơn 20 cm. Và tuổi, cái độ tuổi của nó là cái này là 25 các bác nhá. 25 nhá. Cây này chia sẻ các bác ví dụ một cây như này là em chia sẻ là 250.000 đồng. Trồng rất là đơn giản luôn, 250.000 đồng một cây như này các bác nhá. Đấy, còn là cái cây 15 tuổi này này các bác này. Cây này là 1 năm tuổi các bác nhá. Đấy, cây này 1 năm tuổi là 200.000 đồng. 200.000 đồng một cây sâm như thế này các bác nhá. Cái sâm này thì các bác có thể cái khi nó phát triển cái lá các bác có thể về các bác nấu với ăn hoặc là hầm với ăn đều rất là tốt. Cái lá này các bác đã mua mình 1 triệu một cái cân lá rồi, chưa kể củ là tầm vài triệu nhá các bác nhá. Đấy. Vài triệu đến vài trăm triệu cũng có. Đấy. Rất là tùy theo loại. Đấy. Một cây sâm bé như này là 8 tháng tuổi là 150.000 đồng các bác nhá. Sâm Lai Châu. Đấy. Chất lượng thì nó tuyệt vời rồi. Các bác trồng rất là chia đơn giản, với em hướng dẫn các bác trồng. Đây các bác nhá. Ví dụ các bác ở nông thôn hoặc thành phố nói chung là tất cả là đều trồng được. Các bác chỉ cần đục các bác kiếm một cái thùng xốp như này và các bác đục lỗ ra. Đục lỗ ra nhá. Đấy, đục lỗ nó thoáng ra. Các bác
lót một ít xốp bên dưới cho nó thông thoáng, và các bác đổ ít đất xốp vào trồng rất là hiệu quả và rất là, các bác chỉ cần quên đi tầm 4-5 năm thôi đã được một khóm sâm rất là chất lượng và tự tay mình trồng, nó rất là ngon bổ rẻ với nhá. Tiếp theo lên một số mặt hàng hoa lan rừng. Tiếp theo đây là một giỏ trầm, trầm rừng các bác nhá, trầm rừng Điện Biên. Đấy. Một giỏ trầm rừng như thế này, giỏ trầm rừng không số này là 350.000 đồng các bác nhá. Cái hàng trầm rừng thì thực sự là mua giống nó rất là đắt rồi và bán lên giá thành nó tương đối là cao. Trầm không số 350.000 đồng. Tiếp theo nên có một giỏ trầm này nữa, mã số 91, cũng 350.000 đồng. Mã số 91 350. Mã số 91 350.000 đồng các bác nhá. Tiếp tục em lên một số những siêu phẩm nhé các bác nhá. Giá chúng ta bỏ sắc này, giỏ này quá là chất, quá là đẹp luôn. Một trụ siêu to khổng lồ này các bác nhá. Đấy. Mã số 97 700.000 đồng. Như này các bác nhá, mã số 97 700.000 đồng. Quá là chất như này các bác nhá. Đang lụ nhá. Đang bắt đầu có lụ các bác nhá. Giỏ này mà ra hết lụ thì thực sự các bác này, cả làng ngửi thấy mùi thơm luôn. Hoa rất là thơm. Giỏ này có khoảng gần 30 cây. Dáng tâm sắc lá rất là chất như này các bác nhá. Đấy, siêu to khổng lồ này. Mã số 97 700.000 đồng. Bán cái giá phải nói là các bác mua giống và mà trồng chưa được cái giá vậy. Tiếp tục một trụ tam bảo sắc nữa, giỏ này cũng rất là chất, cũng đang lụ nha. Giỏ này em đếm sơ sơ xem bao nhiêu lụ. 1 2 3. Giỏ này hiện tại là mới lở được 3 lụ thôi. Nói chung là đầu mùa bây giờ nó đang ra nhé các bác nhá. Một trụ tam bảo sắc như này mua mã số 104 là 550.000 đồng. Như này các bác nhá. 104 550.000 đồng một trụ tam bảo sắc như này. Đó. Rất là chất nha các bác nhá. Đây đấy, em cho các bác chiêm ngưỡng một tác phẩm tam bảo sắc như này nhá, siêu đẹp, nguyên một dè, hàng nguyên bản nhá. Đây lụ như này nhá, cực chất luôn. Đây nha các bác nhá, đấy, nguyên một dè, một mẹ và một đàn con nhá các bác nhá. Một mẹ đàn con, lá thì siêu xếp. Giỏ này các bác nào ưng là 5 triệu đồng các bác nhá. Đây các bác nhá, siêu to như này, lá thì siêu xếp này, và đang rất là nhiều lụ nhá. Tiếp tục là mời các bác đến với giỏ này là giỏ ám mất châu lưng xanh. Đấy, một loại lan thì hoa rất là đẹp. Ám mất châu lưng xanh mã số 98 220.000 đồng. Đang có 3 thân tơ này các bác nhá. Và 2 thân hoa này. Ám mất châu lưng xanh mã số 98 220. Tiếp tục một giỏ ám nữa, giỏ này có một thân rất là dài luôn và các bác chuẩn bị chơi hoa này. 20 40 60 hơn 60 cm. Mã số 99 250.000 đồng. Cái này còn đang sưng lụ nhá nhá. Thân này đang sưng lụ rồi nhá. 250.000 đồng cho mã số 99 ám mắt châu lưng xanh nhé các bác nhá. Đấy, một dòng ám thì thực sự hoa rất là đẹp và cũng đã làm mưa làm gió trên thị trường rất là nhiều rồi. Bây giờ các bác được sở hữu rồi nhá, giá rất là phải chăng luôn. Em lên một dòng lan thì nói chung là rất là khó thuần, nhưng mà khi đã thuần như thế này thực sự là các bác nuôi rất là dễ. Đấy, như này các bác nhá, hoa thì đẹp thì thôi rồi. Giỏ u lồi này là 600.000 đồng các bác nhá, đôi 4 6 7 thân hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Đấy, hoa năm vừa rồi các bác này, năm vừa rồi thực sự nó rất là sai hoa luôn. Cái dòng này nó sai hoa mà hoa lại rất là đẹp. Hoàng thảo u lồi một giỏ duy nhất các bác nhá, 600.000 đồng. Tiếp theo lên một tác phẩm đó là chồn Nai Châu. Đấy, chồn Nai Châu là một thương hiệu rất là tuyệt vời các bác nhá. Hoa vừa đẹp và
cái chất cây của thằng chồn này trâu nó cũng rất là chất luôn. Một giỏ chồn này mã số 41, 900.000 đồng, có tất cả là 9 cây, dòng lá xếp lá ngắn nhá. Đang có 1, 2, 3, 4 lụ, hiện tại đang có 4 lụ nhá, mã số 41, 900.000 đồng. Em lên một giỏ chồn này cũng rất là chất này. Giỏ này thì nó quá chất rồi. Mã số 29, giỏ này 1 triệu đồng thôi nhá. Giỏ này đang có đôi 4 6 8 9 10 cây. 10 cây nhá các bác nhá. Cây thì to và đang rất là nhiều hoa này. 1 2 3 4. Ồ, 4 bông nhỉ. Giỏ này đang 4 bông nhá các bác nhá. Một giỏ chồn lai châu như này các bác nhá. 1 triệu đồng cho mã số 29. Đây. Lá thì siêu ngắn và chồn thì siêu xếp. Giỏ lên 1 triệu đồng cho mã số 29 chồn lai châu các bác nhá. Em lên một giỏ trầm lai châu nữa, trầm rừng nhá. Trầm rừng Điện Biên. Đây nha các bác nhá, ghép vào lũa như này nhá. Đấy. Các bác muốn tác phẩm thì mua rồi này. Rồi này đang lụ nhá. Toàn bộ là thân, gần như là toàn bộ là thân hoa. Nó có một vài thân già thôi. Như này nhá, mầm gốc thì quá là đẹp. Rồi lên 1.200.000 đồng. Trầm rừng Điện Biên thôi nhá. Đấy. Một giỏ siêu to như này. Em đây các bác một tác phẩm cáo lai châu. Một dòng lan thì thực sự bác là nó cũng rất là chất. Cáo lai châu hoa nó rất là tím nhá. Hoa thường nó tím hơn cái dòng cáo khác. Đấy, giỏ này thì đang có 2 ngổng hoa. Và năm nay là năm bói đầu tiên nên là nó không rõ mặt hoa là như thế nào. Đấy, các bác về mà bắt sổ số mà được một mặt hoa đẹp thì lại bán lại nhà vườn nó lại có lãi thôi. Giỏ cáo này mã số 12, 400.000 đồng. Cáo lai châu các bác nhá. 3 cây và đang 2 vòi hoa. Đây, hoa đấy. Cái dòng này thì cáo hoa của nó thường nó rất là dài. Hoa nó sẽ dài tầm khi mà cây nó khỏe các bác nhá. Khi mà cây nó đạt đi độ khỏe của nó, hoa nó sẽ dài tầm 80 1 mét đấy. Nên là chơi dòng cáo lai châu nó rất là đã luôn. Đây. Cây này nó đang có lực đấy các bác này. Cây này đang có lực nhá. Lá rất là xếp nhá. Đấy, vòi hoa của nó thì thôi rồi. Đấy nhá. Đấy. Một cây thôi lá xếp nhá các bác nhá. 450.000 đồng, mã số 41 cáo lai châu. Dòng lá rất là xếp luôn. Tiếp tục thì em lên các bác chia sẻ các bác một dòng kiều, đó là kiều giống nhá. Kiều giống đấy, thân to này. Cái dòng thân to, mầm gốc đang lên. Rồi kiều giống này 280.000 đồng cho mã số 34. Kiều vuông nhá các bác nhá. Đây, em lên tác phẩm đây. Đang lụ nhá, đang lụ đây. Đấy, đang bắt đầu lụ nhá. Giỏ này đang nói chung đang sưng lụ nhá, toàn bộ những cái thân đủ tuổi là nó đang chuẩn bị cho hoa. Đấy, còn đâu là chưa kể mầm gốc nhá. Chưa kể mầm gốc giỏ này. Đấy. Giỏ này đang có đôi 4 5 6 6 mầm gốc đang lên. Đấy, còn thân mới lên thì đang rất là nhiều đây. Giỏ này hơn 20 thân nhá. 1.200.000 đồng. Mã số 25, 1.200.000 đồng. Em lên các bác một giỏ thanh đạm sữa đang rất là nhiều lụ. Đấy. Một giỏ thanh đạm như này các bác nhá, đang chi chít lụ luôn. Chia sẻ các bác giỏ thanh đạm này là mã số 96, 300.000 đồng. Thanh đạm sữa mã số 96, 300.000 đồng. Đang rất nhiều lụ nhá. Giỏ này rất chi là nhiều lụ luôn. Tiếp tục mời các bác đến với đen dâu trắng mã số A2, 350.000 đồng. Đen dâu trắng các bác nhá, đen dâu trắng mút buồn buồn luôn. Đang có 2 thân hoa và 2 thân tơ. Đó. 350.000 đồng. Giỏ thứ hai 300.000 đồng, mã số A1, đen dâu trắng.
Vâng, và giỏ lan này đã kết thúc video nhà ngày hôm nay. Cảm ơn các theo dõi video. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận những video sớm nhất từ nhà em. Và bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Tạm biệt.